dàn diễn viên phim TVB đồng sản xuất bị lộ, Sa Thi Mạng và Lý Thị Hoa về đài tranh giành chị cả, Đàm Tuấn Ngạn tham gia bị phàn nàn. Theo báo chí Hồng Kông đưa tin, TVB sẽ bắt đầu quay bộ phim mới Nữ Hoàng Tin Tức vào tháng 3. Dàn diễn viên của bộ phim ban đầu được công bố là Sa Thi Mạng, Mã Quốc Minh, Cao Hải Ninh, Hà Dịch Đình và các diễn viên chính khác. Ngày 2 tháng 2, truyền thông Hồng Kông một lần nữa tiết lộ dàn diễn viên mới nhất của bộ phim. Ngoài dàn diễn viên chính kể trên, hai nghệ sĩ Lý Thi Hoa và Đàm Tuấn Ngạn cũng được bổ sung để tạo thành siêu phẩm. Trước đây, Mã Quốc Minh và Lý Thi Hoa đã từng đóng cặp trên màn ảnh TVB nên cũng làm khơi dậy ký ức của nhiều cư dân mạng. Sa Thi Mạng đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng cô ấy rất hài lòng sau khi đọc kịch bản. Có thông tin rằng Sa Thi Mạng hóa thân thành một biên tập viên xinh đẹp, tài năng, được giao dẫn chương trình trong khung giờ vàng và có nhiều đối thủ vây quanh chờ đợi hạ bệ cô, và cô có tuyến tình cảm với nhân vật do Đàm Tuấn Ngạn thủ vai. Trong khi đó, Mã Quốc Minh đảm nhận vai đồng nghiệp cạnh tranh với cô. Anh là một người tài năng, hóm hỉnh và rất giỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ trong nhà đài. Cao Hải Ninh hóa thân thành một biên tập viên tin tức buổi sáng thông minh, tích cực và nỗ lực hết mình để đạt được vị trí mong muốn. Trong dự án này, cô là học trò cưng của Mã Quốc Minh, được anh đào tạo để trở thành người thay thế cho nhân vật của Sa Thi Mạng. Đối với Lý Thi Hoa đóng vai người phát sóng buổi trưa, phim còn đánh dấu màn tái xuất của Lý Thi Hoa sau khi tạm dừng mọi hoạt động diễn xuất vào năm ngoái vì vấn đề sức khỏe. Trong phim, nữ diễn viên 41 tuổi đóng vai bạn gái cũ của Mã Quốc Minh, một cô gái có vẻ ngoài cứng rắn cùng tính cách trung thực, đam mê công việc và luôn tuân thủ những nguyên tắc đạo đức nhưng dần thay đổi khi gặp phải nhiều biến cố, xung đột. Theo những gì chúng tôi được biết, đây là lần đầu tiên TVB quay một bộ phim truyền hình dựa trên bản tin thời sự và Chung Thụ Giai đích thân giám sát việc sản xuất. Ngoài ra, vì bộ phim là một bộ phim truyền hình tùy chỉnh do TVB và Đại Lục hợp tác, quá trình sản xuất rất nghiêm ngặt, về mặt hình ảnh và ánh sáng được thuê thêm một nhóm làm phim để giúp đỡ. Trong cuộc phỏng vấn, Lý Thi Hoa tiết lộ rằng bên cạnh các nhân vật và kịch bản hấp dẫn, nhà sản xuất cũng là một trong những yếu tố cho bộ phim này. Cô nhận lời tham gia bộ phim một phần vì nhà sản xuất là Chung Thụ Giai, không phải quay phim xuyên đêm, từ đó có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe. Khi được hỏi về việc hợp tác trở lại với Sa Thi Mạng sau nhiều năm, Lý Thi Hoa chỉ ra rằng cô đã từng hợp tác với Sa Thi Mạng trong các bộ phim truyền hình như Quyền Lực Của Đồng Tiền năm 2008, Cung Tâm Kế năm 2009 và Công Chúa Giá Đáo năm 2010, nhưng ai cũng bận rộn trong công việc. Chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm, vì vậy tôi rất muốn hợp tác với nhau một lần nữa. Nói về việc hợp tác với Lý Thi Hoa lần này, Mã Quốc Minh chia sẻ rằng anh ấy đã từng hợp tác với cô trong Hàng Sơn Tìm Long, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ trước đây, nhưng đã lâu rồi và lần này rất hiếm khi được hợp tác lại. Cao Hải Ninh trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy nói rằng EQ của nhân vật lần này tương đối cao, tính cách vui vẻ được mọi người yêu mến. Ngoài ra cô ấy không có gia cảnh tốt, vì vậy cô ấy rất chăm chỉ trong sự nghiệp, làm việc chăm chỉ để đạt được điều mình muốn. Nhà sản xuất Chung Thụ Giai đã chỉ ra rằng lần này bộ phim có rất nhiều nhân vật nữ phản diện. Cao Hải Ninh chỉ ra rằng mọi ngành đều có vấn đề về nhân sự, làm người dẫn chương trình nữ nhất định phải có tranh chấp. Tôi tin điều đó sẽ rất thú vị. Sau khi dàn diễn viên của Nữ Hoàng Tin Tức lần này được cập nhật, ngay lập tức đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng trên mạng. Nhiều cư dân mạng khen ngợi một bộ phim cuối cùng được mong đợi, chủ đề và dàn diễn viên đều ổn, là một bộ phim truyền hình đáng xem. Đặc biệt, những người hâm mộ Minh Hoa năm đó cũng rất háo hức. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về Đàm Tuấn Ngạn, lo lắng rằng kỹ năng diễn xuất của anh ấy không đủ tốt để diễn cặp với Sa Thi Mạng, thậm chí còn để lại lời nhắn muốn từ bỏ bộ phim chỉ vì có Đàm Tuấn Ngạn. Cuối cùng, mọi người cũng mong biên kịch lần này có thể suy nghĩ nhiều hơn về kịch bản, để không lãng phí dàn diễn viên đáng mong chờ này. Xét cho cùng, Sa Thi Mạng thực sự đã lâu không quay lại đóng phim truyền hình TVB. Tôi hy vọng nó sẽ là một bộ phim hay. Sự đáng tiếc khi bộ phim lần này không có sự tham gia của Dương Thiến Nghiêu, Dương Di. Tuy nhiên vào năm 2022, đài truyền hình Hồng Kông TVB ngỏ lời mời hai ái tướng một thời, Sa Thi Mạng và Dương Thiến Nghiêu, Dương Di, về đóng chính phim mới. Hai cựu hoa đáng được kỳ vọng vượt lại tỷ suất người xem của TVB với dự án Nữ Hoàng Tin Tức. Sa Thi Mạng và Dương Thiến Nghiêu đều đã rời TVB nhiều năm.
Dương Thiến Nhiêu đóng ít phim cho các hãng phim bên ngoài, dành tâm trí chăm sóc chồng con. Sa Thi Mạn phát triển thành công ở thị trường đại lục, dù không còn là nghệ sĩ dưới trướng TVB, Sa Thi Mạn vẫn được xem là gương mặt bảo chứng rating cho nhà đài. Giữa lúc phim Hồng Kông rating xuống thấp xấp xỉ 20 điểm, thậm chí có những phim chỉ hơn 10 điểm, Diên Hy Công Lược có sự góp mặt của cô nhận rating trung bình 31.3 điểm và kết thúc với số điểm 39.2, trở thành tác phẩm có lượng người xem cao nhất TVB năm 2018, với Dương Thiến Nhiêu, vai chính trong phim chủ đề tranh đấu gia đình, Thượng Lưu Gia Tộc Vinh Diệu chiếu đầu năm 2022 cũng tạo hiệu ứng tốt. Phim được đánh giá khá gần với phong cách đặc trưng được ưa chuộng phim truyền hình Hồng Kông thập niên 2000. Sự kết hợp của Sa Thi Mạn và Dương Thiến Nhiêu trong Nữ Hoàng Tin Tức gợi nhắc về màn cung đấu của họ trong phim Cung Tâm Kế chiếu năm 2009. Ở bộ phim được ví như nàng Dae Jang Geum phiên bản Hồng Kông, vai tam hảo của Sa Thi Mạn và Diêu Kim Linh của Dương Thiến Nhiêu cùng xuất thân là nô tỳ rồi trở thành phi tần. Kim Linh dùng mọi thủ đoạn vươn lên hàng mẫu nghi thiên hạ và hãm hại tỷ muội kết nghĩa. Tại lễ trao giải thường niên TVB năm 2009, phim nhận 13 đề cử và giành 2 giải nhân vật nữ được yêu thích nhất cho vai Kim Linh cùng giải thưởng diễn xuất xuất sắc dành cho Dương Thiến Nhiêu. Đã 4 năm, Dương Thiến Nhiêu không đóng phim cho TVB sau Tân Thử Thách Nghiệt Ngã. Sa Thi Mạn lần gần nhất trở về nhà đài là mùa hè năm nay, khi cô ghi hình chương trình khám phá phim trường TVB. Chương trình đó ra mắt vừa đúng kỷ niệm 25 năm cô vào nghề qua cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1997. Những năm gần đây Sa Thi Mạn tập trung hoạt động sự nghiệp ở Trung Quốc. Bên cạnh là người có kinh nghiệm diễn xuất đầy mình, khả năng nhập vai đa dạng và xuất thần khiến công chúng thán phục, thì Sa Thi Mạn còn là người đẹp không tuổi khi duy trì được xuân sắc không tì vết qua bao tháng năm. Sa Thi Mạn là diễn viên đình đám của màn ảnh Hồng Kông nói riêng và làng giải trí xứ Trung nói chung. Cô từng được phong là nhất tỷ của vũ trụ TVB một thời. Hình ảnh của Sa Thi Mạn đã quá quen thuộc trong mắt của các thế hệ 8X, 9X, 10X qua những bộ phim vô cùng vang dội như Thâm Cung Nội Chiến, Bằng Chứng Thép 2, Diên Hy Công Lược. Cô từng là Á hậu tuyệt sắc từng bước phá bỏ danh hiệu Bình Hoa Di Động trở thành diễn viên thực lực được người người săn đón. Sa Thi Mạn sinh trưởng trong gia đình có kinh tế khá ổn. Cô rất yêu thích trẻ con nên từng có mong muốn làm giáo viên mầm non. Nhưng sau khi đi du học ngành quản lý khách sạn ở Thụy Sĩ trở về, được mẹ khuyến khích thi Hoa hậu Hồng Kông và bất ngờ rằng cô giành luôn giải Á hậu. Cũng từ đây, nhất tỷ xứ Cảng Thơm bén duyên với nghệ thuật. Vốn sở hữu nét đẹp đầm thắm, khuôn mặt hài hòa ưa nhìn nên Sa Thi Mạn đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hồng Kông và dần trở nên nổi tiếng. Năm 1997, Sa Thi Mạn chính thức gia nhập vào ông lớn TVB, khi ấy họ cho cô làm MC và dần làm quen với việc đóng phim qua những vai phụ. Vì chưa từng qua lớp đào tạo nào nên lúc ấy, diễn xuất của Sa Thi Mạn khá non tay và bị chê là Bình Hoa Di Động. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!